Tôi là Trần Đại Dương, năm nay 76 tuổi, đang sống ở thành phố Hải Dương. Thời gian gần đây, cách đây khoảng 2 tháng, thì mắt có hiện tượng là nóng rát mà nhìn hơi mờ mờ. Nói thêm về các dấu hiệu, bác Dương cho biết bản thân là huấn luyện viên dance sport. Khi mắt liên tục bị nóng rát cộm như vậy, ảnh hưởng rất nhiều tới việc luyện tập. Bên cạnh đó, tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng, trở nên hẹp và mờ hơn. Sau khi kiểm tra tại thu cúp TCI, kết quả cho thấy bác Dương bị đục thủy tinh thể độ 3. Hiện nay, căn bệnh này vẫn là một trong những nguyên nhân nguy cơ dẫn tới mù lòa cao tại Việt Nam và trên thế giới. Để điều trị, bác Dương cần thực hiện phẫu thuật với phương pháp được áp dụng là công nghệ mổ mắt phaco. Về phương pháp và quá trình thực hiện phẫu thuật, bác sĩ cho biết mổ phaco là công nghệ hiện đại và phù hợp nhất cho tới hiện tại để giải quyết vấn đề của bác Dương. Phương pháp này đem tới nhiều ưu điểm nổi bật: không đau, không chảy máu, không cần khâu, giảm thiểu tình trạng xâm lấn tới các mô lành, không biến chứng, thời gian phẫu thuật ngắn, thị lực hồi phục nhanh, người bệnh có thể xuất viện sau khoảng 4 giờ phẫu thuật. Chỉ sau chưa tới 30 phút, ca phẫu thuật đã hoàn tất. Sau khi phẫu thuật thành công, bác Dương được theo dõi sức khỏe tại phòng hồi sức khoảng 4 tiếng và nếu không có gì bất thường là có thể về nhà ngay. Bác Dương cũng chia sẻ sau khi phẫu thuật, bản thân nhận thấy mắt đã có sự cải thiện rõ rệt. Nhờ phaco, bác đã có thể lấy lại thị lực và tiếp tục làm việc mà không gặp trở ngại.